thổ tả, ai nuôi bọn dân chủ xã hội chủ nghĩa này, ai nuôi bọn cộng sản kiểu mới này, có phải là câu hỏi mà rất là nhiều anh chị quan tâm không ạ? Phải không ạ? Hôm nay chúng ta sẽ cùng trao đổi với nhau, cùng mở cái cánh cửa bí mật này của tụi nó nha các anh chị. Trước khi vào chủ đề, tôi cũng muốn nghe ý kiến của anh chị. Theo các anh chị thì ai nuôi bọn thổ tả, dân chủ xã hội chủ nghĩa, cộng sản kiểu mới này? Các anh chị nhìn trên bình diện chung cả thế giới cũng được, hoặc là nhìn ở đất nước của chúng ta cũng được, hay là đất nước các anh chị đang ở cũng được, ai nuôi bọn nó? bạn Hùng Cường trả lời rất là nhanh. TC 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 là Trung Cộng á. Phải không, phải không bạn Cường? Các anh chị có phương án nào khác không ? Ai nuôi bọn thổ tả, dân chủ xã hội chủ nghĩa và cộng sản kiểu mới? Anh Sơn Văn nói người dân ngây thơ. Còn phương án nào nữa không ? Xin lỗi các anh chị là trời nóng quá, vợ làm cho ca nước chanh hơi bự, mới uống mới đã. Các anh chị, ai nuôi tụi nó các anh chị ơi? Người dân bị bọn nó cai trị. Anh Chí Hà nói dân Việt Nam nuôi. Có phương án nào khác không các anh chị? Có đáp án nào khác không ? Anh Hạnh Trương nói các nhà tài phiệt ở Mỹ. Đó, bắt đầu hấp dẫn rồi đó. Có những phương án nghe rất là hấp dẫn, nghe rất là hay rồi đó các anh chị, đúng không ? Có một phương án là Trung Cộng nuôi, có một phương án là các nhà tài phiệt ở Mỹ nuôi. Chị Ngọc Nga nói người dân yêu nước chứ ai. Người dân yêu nước mà đi nuôi tụi sao chủ nghĩa. Khổ thiệt chứ. Chị Thúy Lê nói China Z chứ ai. China Z là Trung Cộng á các anh chị. Còn phương án nào không các anh chị? Tạm thời có 3 phương án nha. Tụi China Z, Trung Cộng ha. Phương án thứ hai là các nhà tài phiệt Mỹ. Phương án thứ ba là người dân. Các anh chị còn phương án nào nữa không ? Chị Nguyễn My nói Việt Cộng nuôi. Hết Trung Cộng rồi tới Việt Cộng. Chắc ý của chị Nguyễn My là Việt Cộng nuôi tụi thổ tả Việt. Việt Tass á. Còn tụi Trung Cộng thì nuôi tụi thổ tả ở cấp cao hơn. Gọi là super thổ tả. Trùm thổ tả, gọi là trùm dân chủ, trùm chống cộng chẳng hạn. Đúng không ? Anh Kha, bạn Kha Nguyễn nó mafia nuôi anh ơi. Tôi nhắc lại câu hỏi hay các anh chị. Ai nuôi bọn thổ tả? Lần trước chúng ta đã làm rõ nội dung với nhau rồi. Đại dịch thổ tả chính là đại dịch khủng khiếp nhất của nhân loại, nguy hại nhất của nhân loại. Chúng ta không cần phải nói lại ha. Đại dịch thổ tả còn gọi là đại dịch dân chủ xã hội chủ nghĩa, hoặc là đại dịch cộng sản kiểu mới, nó đều là một. Nên các anh chị, vậy thì ai nuôi tụi nó? Ai nuôi tụi nó khiến tụi nó thành một đại dịch mà lan khắp thế giới như lần trước chúng ta phân tích với nhau? Rồi, nếu các anh chị không có phương án gì khác thì chúng ta chốt lại 4 phương án, chúng ta cùng làm rõ với nhau ha. Thứ nhất, câu trả lời tôi nhận được là từ Trung Cộng, China Z, Trung Cộng. Thứ hai là các tài phiệt, mà đặc biệt là tài phiệt ở Mỹ. Thứ ba là Việt Cộng nuôi. Thứ tư là người dân. Thì bốn cái nhóm này là nuôi tụi dân chủ xã hội chủ nghĩa, hay còn gọi là tụi thổ tả, hay còn gọi là cộng sản kiểu mới trên khắp thế giới. Ok ha, được không ? Nhiều câu trả lời tôi nhận được là Trung Cộng lắm nha. Cảm ơn các anh chị. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ cùng phân tích yếu tố đầu tiên nha, là câu trả lời mà các anh chị chọn nhiều nhất, đó là Trung Cộng.
Tôi cần một ví dụ của các anh chị trả lời là Trung Cộng China Z nuôi tụi thổ tả. Một ví dụ cụ thể. Một nhân vật cụ thể, một phong trào cụ thể, hay một một gương mặt lãnh đạo, lãnh tụ nào đó cụ thể mà tụi China Z nó nuôi để làm lợi cho nó, để làm lợi cho cái đại dịch, cho cái công cuộc phát tán đại dịch thổ tả trên toàn thế giới. Một nhân vật, một lãnh tụ, lãnh đạo nào đó, hay là một phong trào nào đó cụ thể mà tụi Trung Cộng nó nuôi. Một thôi các anh chị, một ví dụ thôi. Alo, alo, các anh chị cho rằng Trung Cộng nuôi tụi thổ tả thì các anh chị cho một ví dụ thôi, một một phong trào, một tổ chức, một nhân vật nào đó, lãnh đạo hay lãnh tụ nào đó mà tụi Trung Cộng nó nuôi. Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Phú Trọng, Obama. Tôi nhận được một câu trả lời ở bên kênh YouTube á, rất là hay của bạn Just Việt Nam. Obama, Nguyễn Phú Trọng thì khỏi nói ha. Anh Trần cũng nói Obama. Anh Chí Hà nói Đảng Dân Chủ, chắc anh ở Mỹ, chắc rồi. Đây câu trả lời rất là hay. WHO, Phú Quế Phạm, hết sức là thời sự. Bốn năm trước Obama nuôi, giờ thì không ai nuôi nên chúng nó nhảy đành đạch ra. Câu trả lời hình hoàng hàng. Chị Nghĩa Văn cũng trả lời WHO rất là hay. Ví dụ, các anh chị ví dụ được nhóc hết. Obama cũng đúng. Nhưng mà các anh chị sẽ rất là khó chứng minh là Obama nó nhận tiền của Trung Cộng như thế nào. Đúng không ạ? Thằng cái chứng minh cũng được. Nó nhận lợi ích từ Trung Cộng như thế nào, từ China Z như thế nào, nhưng mà chứng minh nó phải, các anh chị phải đi vòng qua Iran. Iran nó là đối tác làm ăn chính với Trung Cộng, cả thế giới cấm vận Iran nhưng Trung Cộng vẫn làm ăn với nó, thì cái tiền của Iran có được, cái những thương vụ Mỹ Iran làm ăn được là hầu hết là đều từ Trung Cộng và các nước cộng sản xã hội chủ nghĩa, được không? Rồi sau đó tiền của Iran á, là bị Mỹ nó phong tỏa, tại vì Iran nó vi phạm cái luật mà sản xuất vũ khí hạt nhân, vũ khí nguyên tử, thì tiền của Iran bị phong tỏa tại các tài khoản của Mỹ. Nhưng đến thời Obama thì nó giải cái lệnh phong tỏa này ra, nó đem tiền này nó cho tụi Iran. Thay vì cái số tiền đó người Mỹ họ phong tỏa để khi nào mà Iran có dân chủ á, thì số tiền đó được trả về cho người dân Iran để tái thiết cái đất nước sau cơn mà sau cơn độc tài nó tàn phá. Thì Obama nó không muốn như vậy, nó đem tiền đó nó trả cho thằng độc tài Iran, nó trả cho thằng chính quyền độc tài Iran bây giờ. Đó. Thì hàng trăm tỷ đô mà Obama nó trả như vậy thì nó sẽ được lại quả lại bằng hình thức nào đó. Hình thức nào đó thì người ta rất là khó chứng minh, tại vì người ta không khởi động được một cuộc điều tra tham nhũng Obama. Nhưng mà người ta biết chắc chắn đằng sau hai nhiệm kỳ làm tổng thống thì Obama với tài sản chỉ có, ban đầu các anh chị, hai vợ chồng làm luật sư, tài sản chỉ có không tới 5 triệu đô la. Người ta ước tính là khoảng 3 triệu đô la tài sản ban đầu. Nhưng bây giờ thì họ cầm trong tay hàng trăm triệu đô la. Những cái số tiền đếm được hàng trăm triệu đô la, thì lương của Tổng thống Mỹ suốt 8 năm không thể nào tạo ra hàng trăm triệu đô la như vậy. Không thể nào. Nếu khởi động một cuộc điều tra thì người ta dư sức để bắt vợ chồng Obama tội nhận tiền từ nước ngoài. Tội tham nhũng á. Thì tham nhũng hàng trăm triệu từ cái gì? Từ hàng trăm tỷ đô mà trở về cho Iran. Iran nó sẽ dùng tiền đó để tài trợ cho khủng bố, để nó chống lại người Mỹ, để nó giết lính Mỹ, để nó giết những người phương Tây, vân vân. Đó. Thì các anh chị vẫn có thể chứng minh được Obama nó nhận lợi ích từ Trung Cộng chứ không phải là không. Tại vì tiền Mỹ Iran có được là từ làm ăn với Trung Cộng. Trung Cộng làm ăn để cho Iran có tiền, thì số tiền đó nó dùng để mua Obama. Các anh chị có hiểu cái tính chất bắt cầu không ạ? Iran chính là cái chế độ mà Trung Cộng nó bảo kê, Obama nó cũng thực hiện cái việc là bảo kê, làm giàu mạnh cho chế độ Iran. Nhưng mà nó khó chứng minh lắm, nói lòng vòng chứ sẽ có người không hiểu luôn. Thì cái mà dễ hiểu nhất, mà thời sự nhất là WHO, tôi thích cái thí dụ đó của các anh chị nhất á.
Mà các anh chị nói nha chứ phải tôi nói. Vậy thì chúng ta sẽ cùng mổ xẻ WHO. À, vì sao? Nó là một tổ chức thổ tả và nó nhận tài trợ từ Trung Cộng. Và nó nguy hại cho thế giới này. Cái việc đó nó nguy hại cho thế giới này. À, thứ nhất là chúng ta xét cái người đứng đầu tổ chức WHO. Thì hổm rày lùm xùm mấy cái vụ con virus cúm tàu, virus Vũ Hán thì các anh chị biết rồi ha. Người đứng đầu WHO đối phó với cái đại dịch cúm tàu này bằng một cái cách hết sức là trẻ con. Hết sức là trẻ con. Đó là gì ạ? Đó là đầu tiên á, là trì hoãn việc công bố dịch. Dịch đã xảy ra 3-4 tháng trời ở Trung Cộng rồi, ở Đại Lục rồi. Nhưng mà khi mà nó bùng phát ở Vũ Hán rồi thì WHO vẫn không công bố dịch. Khi nó lây lan trên 40 nước rồi, 50 nước rồi, trên 50 nước bị nhiễm rồi, WHO vẫn không công bố dịch. Mà thậm chí nó còn nói là đại dịch này nó không có nguy nó không có nguy hiểm. Nó không có nguy hiểm. Họ phát biểu như vậy đó các anh chị. Thậm chí có những quan chức cấp cao của WHO nói rằng nếu tôi bị nhiễm con virus cúm tàu này, tôi muốn đến China để chữa trị. Đúng không ạ? Quan chức lãnh đạo cấp cao của WHO nha. Rồi, cái đối phó thứ hai của họ là khi mà họ không trì quản được nữa, họ buộc phải công bố dịch tại vì nó lây lan trên 100 quốc gia rồi. Bây giờ là gần như cả thế giới bị lây này. Đúng không các anh chị? Khoảng 90% quốc gia bị lây này. Thì họ không có trì quản được nữa, họ chuyển qua đổi tên. Đổi tên con virus. Họ đổi tên bằng cách đầu tiên thì là con virus Vũ Hán. Kế đó tên virus Corona, bỏ chữ Vũ Hán đi. Kế đó nữa cái tên COVID 19. Rồi xong tới đó là cái N COVID 19 thêm chữ N vô trước nữa. Đó long vòng vòng riết rồi bây giờ người ta không biết con virus là virus gì, đặc biệt là người dân, người ta không biết virus gì. Đúng không ạ? Phải không ạ? Đó là cái cách để mà họ đánh lạc hướng dư luận. Người ta đổ dồn sự chú ý và đổ dồn cái sự kết tội về cái kẻ đó tạo ra con virus này. Đó là chính là nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc đó các anh chị. Trung Cộng đó. Nó xóa cái dấu tích đi. Nó làm xóa cái lịch sử con virus này đi. Thì cái đại dịch thế giới này người ta sẽ không còn nhớ là nó xuất phát từ đâu. Hoặc là người ta sẽ không còn nhớ là do ai tạo ra nó nữa. Đó là cái cách ông WHO và ông tổng giám đốc của nó bảo vệ cái sự công kích tấn công và truy nguyên nguồn gốc từ người dân thế giới, từ công luận thế giới đối với nhà cầm quyền Trung Cộng. Đúng không ạ? Đó là lý do vì sao hàng loạt các nhân vật gọi là họ có lương tri, họ bực bội, họ tức, họ đứng lên, họ gọi đúng tên của nó luôn. Bây giờ không có COVID, COVID gì nữa cả. Họ gọi đó là Chinese virus. Chinese virus có nghĩa là virus tàu á các anh chị. Virus cúm tàu á, tôi gọi là virus cúm tàu cho nó dễ hiểu. Rồi, nhiều người lại gọi, những người nào mà gọi Chinese virus là kỳ thị. Có những người ta quay lại ta công kích. Ngay cả như ông WHO, ông cũng nói cái cách gọi gắn dưới tên địa danh Vũ Hán hoặc là gắn dưới tên China, Chinese là nó sẽ khiến cho người ta kỳ thị, khiến cho thế giới này chia rẽ và kỳ thị. Thì vì sao mà WHO phải nói như vậy? Vì sao những thằng lãnh đạo WHO, tổ chức y tế thế giới mang tiếng là y tế thế giới, tức là chăm lo sức khỏe cho cả thế giới, vì sao nó lại đi bảo vệ China, bảo vệ chế độ Trung Cộng, bảo vệ cái thằng hung thủ tạo ra con virus này? Nếu nó không nhận lợi ích gì, nó đang làm chuyện đó làm chi? Đúng không ạ? Đó là những cái để từ cái dữ kiện các anh chị đưa ra về WHO, tôi chứng minh cho các anh chị thấy nó được Trung Cộng nuôi nấng hoặc là cho lợi ích. Đặt những câu hỏi như vậy là chúng ta bắt đầu thấy rồi ha. Như vậy thì nó có liên quan gì tới dịch thổ tả, dịch xã hội chủ nghĩa, dịch cộng sản kiểu mới mà do Trung Cộng nó điều hành trên khắp thế giới? Nó có liên quan gì? WHO là một tổ chức toàn là những bác sĩ, những tiến sĩ, những chuyên gia về y tế, về dịch tễ học, đúng không ạ? Những chuyên gia cứu người, những người khoác áo blue trắng. Vậy thì họ có liên quan gì tới cái dịch cộng sản kiểu mới nhuộm đỏ cả thế giới này?
bằng chứng nào để chứng minh cho các anh chị thấy những cái tổ chức quan trọng như WHO mà nó cũng bị nhuộm đỏ, nó cũng là công cụ để nhuộm đỏ thế giới này, để đưa cái dịch thổ tả, nó thổ tả hóa cả thế giới này. Cái điểm nào để cho các anh chị thấy điều đó? Rất là nhiều cái nhân vật mà các anh chị đưa ra là nhận tài trợ từ Tàu ha, Hun Sen nè, rồi Duterte của Philippines nè, Hun Sen của Cambodia nè ha, rồi Hunter Biden nè, Joe Biden của Đảng Dân Chủ, ứng cử viên Đảng Dân Chủ, rồi vợ chồng của Bill Clinton của Mỹ nè, nhân dân ha. Nhưng mà bây giờ chúng ta nói với cái WHO đi, rồi hỏi ta nói nguyên cái chùm kia, những cái thằng tay to mặt bự, thổ tả chúa của thế giới này, ta nói sao ha? bằng chứng nào cái điểm nào để cho các anh chị khẳng định là WHO nó đã bị thổ tả hóa rồi, nó đã bị xã hội chủ nghĩa hóa, đã bị cộng sản mới, nó bị biến thành một tổ chức cộng sản mới rồi. Các anh chị, điểm nào mấu chốt các anh chị? Người đứng đầu tổ chức WHO hiện nay là ai hả các anh chị? Người đứng đầu tổ chức WHO, tổng giám đốc á, là ai các anh chị? Có anh chị nào biết lai lịch của nhân vật tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới hiện nay không? Ông ta tên gì, là ai, xuất thân từ nước nào? Và tía má xà xứ nó thằng đen Phi Châu. còn thấy 99% thằng Phi Châu đều đen. Mà cái màu da nó không liên quan gì tới con virus thổ tả hết các anh chị. Thậm chí mấy thằng Mỹ mà nó thổ tả là nó cũng thúi quắc luôn, nó thúi còn hơn mấy thằng châu Phi nữa. À, cảm ơn bạn Phước Nguyễn, Hữu Phước, Tedros. Tedros. Cảm ơn anh Hải. À, WHO, tổng giám đốc WHO là người Ethiopia. Thuộc đảng Cộng sản Ethiopia luôn. Anh Hải mà anh phán là trúng phốc rồi. Anh Hải quá rành tụi thổ tả rồi. Anh nếm đủ mùi luôn. Anh nếm trước tôi luôn. Tổng giám đốc của WHO các anh chị là Tổ chức Y tế Thế giới đó, là cái tổ chức mà nó mang danh nghĩa là chăm sóc sức khỏe cho nhân loại đó, thuộc Liên Hiệp Quốc luôn đó, một trong những tổ chức quan trọng nhất của Liên Hiệp Quốc á. Thì là ông Tedros là người Ethiopia, một nước ở châu Phi. Mà cái quan trọng không phải là ông ấy ở châu Phi, cái quan trọng không phải ông ấy là da gì ha. Thậm chí có những người nói ông ấy là dốt, ông ấy là không có tài năng, vân vân, điều đó cũng chẳng quan trọng lắm đâu. Mặc dù chăm sóc sức khỏe mà dốt thì nó cũng hơi gọi là hơi rung. Theo tôi là tôi rung lắm á, không biết anh chị rung không. Nhưng cái điểm mấu chốt ở chỗ là ông ta là người của đảng Cộng sản Ethiopia. Mà không chỉ là người của đảng Cộng sản đâu, ông ta từng là bộ trưởng bộ ngoại giao của chính phủ Ethiopia do đảng Cộng sản nắm quyền. Các chị nghe kỹ khúc này không? Giới ngoại giao á, của các quốc gia mà Cộng sản á, là thường là tụi nó là tình báo không á các anh chị? Tụi nó là an ninh không á? 99,99% thằng những cái người làm trong giới ngoại giao của các nước cộng sản đều là tình báo, là an ninh không, không có cái thằng nào ở đại sứ quán hay lãnh sự quán mà của Việt Cộng ở nước ngoài mà không phải là an ninh hay tình báo, không có. Các anh chị thấy nè, thí dụ như đại sứ quán của Mỹ ở tại Thái Lan đi, tại Bangkok này đi chẳng hạn, các anh chị vô đó làm việc á, thì nó chỉ là những thằng dân sự thôi, gọi là nhân viên chính phủ á, nó hoàn toàn có thể bị sa thải để mướn thằng khác vô làm nếu nó làm không được việc. À, đại sứ quán của Anh, của Pháp, của Đức, của Canada ở tất cả các nước khác cũng vậy. À, trong đó thí dụ như một số quốc gia như Bangkok là cái gọi là cái đầu mối tình báo của cả thế giới, nó dồn về đây rồi thì không nói. Thí dụ như đại sứ quán Đức cũng sẽ có cài tình báo nằm ở trong đại sứ quán tại Bangkok, có.
Nhưng mà nói 99% thằng làm ở trong đại sứ quán đó là tình báo thì không đúng. Một hai thằng thì có, các anh chị có hiểu mà. Nhưng mà nếu như đại sứ quán tụi Việt Cộng tại Bangkok thì 100% trong đó toàn là tình báo không. Tại vì mấy cái thằng cộng sản nó vậy đó các anh chị, giới ngoại giao nó không có dám dùng 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 cái giới dân sự để làm ngành ngoại giao, nó không dám. Tại vì khi mà mướn những người mà bên hệ dân sự mà làm trong giới ngoại giao, họ tiếp xúc với văn minh phương Tây, họ nhìn thấy ngay lập tức cái hệ thống của mình, hệ thống độc tài là một cái hệ thống mang di chậm phát triển, nó chống lại loài người. Trong khi cái hệ thống của các nước phương Tây mà họ làm việc hàng ngày với nhau, họ thấy đó là hệ thống của văn minh và nhân bản, của sự tự do và thịnh vượng, đó mới là của con người. Còn cái hệ thống mình đang làm là của những con ngọi. Thì những người trong giới ngoại giao họ rất là dễ, họ họ chạy. Tại họ đang làm đại sứ tại tại nước ngoài. Ví dụ như đại sứ của Việt Cộng tại Mỹ đi, nó dễ chạy ra khỏi tòa đại sứ, nó xin tị nạn. Mà các nước phương Tây họ sẽ cho tị nạn ngay lập tức. Các anh chị, giới ngoại giao nó dễ xin tị nạn lắm. Mà trong giới ngoại giao của Việt Cộng đã có những người xin tị nạn ở châu Âu rồi. Anh đó là một người rất là hay hay hiểu biết sâu sắc. Tôi cũng hay đọc bài của anh, không tiện nhắc tên. Cũng xin tị nạn rồi. Thì các anh chị có thể kiểm chứng thông tin này tôi nói coi đúng không? 99% là tụi nó phải mướn những thằng được đào tạo về mặt an ninh, về mặt tình báo để làm trong giới ngoại giao. Thì Đảng Cộng sản Ethiopia hay Đảng Cộng sản Việt Nam hay Đảng Cộng sản China đều giống nhau. Tụi nó đều dùng giới an ninh tình báo để làm ngoại giao. Thì cái ông Tedros quay trở lại đó, là đương kim tổng giám đốc WHO á, là Tổ chức Y tế Thế giới á, lại là bộ trưởng bộ ngoại giao, là người của Đảng Cộng sản Ethiopia. Thì các anh chị nghĩ nó có phải là thằng trùm tình báo, thằng trùm an ninh cộng sản không? Tôi nói tới đây các anh chị hiểu không? Các anh chị bắt đầu, các anh chị mường tượng được bắt đầu nắm được cái đường dây của cái tụi Trung Cộng, nó bắt đầu nó rải con virus thổ tả ra khắp thế giới vậy. Tại sao một thằng là bộ trưởng bộ ngoại giao của Đảng Cộng sản Ethiopia mà lại leo lên được chức tổng giám đốc một tổ chức quan trọng như WHO? Tại sao? Tại sao các anh chị? Nói khúc này để trả lời câu hỏi ai nuôi tụi nó. Ai nuôi những thằng trùm thổ tả này? Tới khúc này thì các anh chị có thể thấy là chúng ta bắt đầu lần ra được một thằng trùm tả không? Con virus chúa, con virus thổ tả chúa. Nó đang nằm trong chính Tổ chức Y tế Thế giới mới đau. Tại sao một bộ trưởng bộ ngoại giao, một cán bộ cấp cao của Đảng Cộng sản Ethiopia lại leo lên được tới chức tổng giám đốc WHO? Tại sao? Tại vì trước đó các anh chị biết cuộc bầu cử tân lãnh đạo của WHO thì các nước phương Tây họ họ sống trong bình yên lâu quá, họ họ ngủ quên lâu quá. 2 3 kỳ trước là chúng ta đã trao đổi với nhau về điều này. Tại sao phương Tây nó rơi vào hỗn loạn như ngày hôm nay là tại vì nó thịnh vượng lâu quá, thành ra nó bị ngủ quên trên sự thịnh vượng. Thì những cái vị trí như như WHO hay là các tổ chức như UNICEF hay thậm chí là các tổ chức quan trọng như WTO, Tổ chức Thương mại Thế giới, rồi thậm chí các tổ chức bự hơn nữa như UN, tổ phương Tây nó không quan tâm luôn, nó không quan tâm luôn. Nó không quan tâm luôn. Mà những tổ phương Tây nó không quan tâm thì đúng rồi anh Hải, bọn China bỏ tiền ra khống chế tất cả. Khi tụi phương Tây không quan tâm thì bọn China nó thặng dư thương mại với Mỹ và phương Tây quá lớn. Nó mỗi một năm các chị biết nó tạo ra được tới 1.000 mấy trăm tỷ đô la thặng dư thương mại của nó. Trời ơi, đô la mà các chị nó 1 tỷ thì nó ra tới 24.000 tỷ tiền tiền Việt Nam đồng, mà nó tới 1.000 mấy trăm tỷ thặng dư một năm thì nó dùng cái tiền đó nó mua được tất cái gì nữa, chứ đừng nó mua một cái chức tổng giám đốc, phải không? Phải không các anh chị? Mà với cái sự mà ngây thơ không ngủ quên trên sự thịnh vượng của châu Âu, của Mỹ, chưa kể là trong cái thời đại của Obama đó là thằng Mỹ đó, là Mỹ nó bị dịch thổ tả, là gọi là lòi con mắt ra luôn, dịch thổ tả lộ liễu. Thời của Obama với Clinton là dịch thổ tả gọi là thúi quắc nước Mỹ luôn.
đúng không? Phải không? Các anh chị ở Mỹ đúng không? Thì người Mỹ nó bị thổ tả rồi, nó đâu có quan tâm tới mấy chuyện này, mà thậm chí có một thằng thổ tả lên nó còn khoái nữa. Nghe một thằng cộng sản là xã hội chủ nghĩa, dân chủ xã hội chủ nghĩa lên này nó còn khoái nữa, nó đâu quan tâm. Mà Obama thì người của tao mà, người của tao thì là người của tao. Đối với Obama là cứ thằng nào người của tao thì chính là người của tao. À, chính sách Obama là vậy đó. Các anh chị không tin kiểm lại hết 8 năm của Obama coi. Có phải tất cả những gì Obama làm là điều gì gắn liền với lợi ích tàu trên thế giới này. Các anh chị kiểm thử coi đúng không? À, thì chính vì vậy bọn China Z nó bỏ tiền ra, nó mua các quốc gia thành viên của tổ chức WHO là tổ chức y tế thế giới đó. Khi bầu cái thằng tổng giám đốc á, thì các nước mà thằng China nó bỏ tiền ra nó mua thì họ sẽ bỏ phiếu cho thằng này nè. Nó chỉ định luôn bỏ phiếu cho thằng Tedros này nè, bỏ phiếu cho đúng thằng Tedros này. À, thì bỏ riết thì thằng này nó, các anh chị tưởng tượng anh mỗi châu Phi thôi mấy chục phiếu rồi. À, rồi à, châu Âu á, 28 nước lúc đó là châu Âu, liên minh liên Âu nó có 28 nước, nước Anh nó chưa rút ra khỏi liên Âu. Thì 28 nước thì có 11 nước là người của thằng Tàu rồi, China Z nó mua hết rồi. Gọi là đồng minh chiến lược với Tàu á, 11 trên 28 nước châu Âu thì nó mua hết mấy cái phiếu đó rồi. Rồi Nam Mỹ, Nam Mỹ bèo bèo gì cũng có 7-8 phiếu nữa rồi. À, rồi châu Á cũng cả chục phiếu rồi, đúng không các anh chị? Thì nó gom lại cuối cùng thằng này nhiều phiếu thì thằng này lên tổng giám đốc vậy thôi. Phải không các anh chị? Sự thờ ơ im lặng của những người tử tế sẽ làm cho cả thế giới này điêu đứng. Em rất thích câu này. Mà điều này là sự thật. Chúng ta cần phải nhìn thấy điều này. Thì cuối cùng thì một thằng bộ trưởng bộ ngoại giao trùm cộng sản, trùm an ninh cộng sản của một nước châu Phi nó leo lên cái ghế tổng giám đốc tổ chức chăm sóc sức khỏe cho nhân loại. Các anh chị thấy nó không có biết gì về về ứng phó thảm họa, không có biết gì về ứng phó dịch bệnh hết. Phải không các anh chị? Các anh chị thấy rõ ràng, lần trước chúng ta đã nói với nhau rồi, tại sao dịch thổ tả xã hội chủ nghĩa và cộng sản kiểu mới nó là đại họa? Tại vì khi các anh chị gặp chuyện gì nó không ứng phó được, nó không có thể nào ứng phó được. Nó không đủ trình độ, năng lực, tầm nhìn. À, nó cũng không đủ nhân tài để nó ứng phó. Tại nó là câu lạc bộ của những thằng bất tài vô dụng nhưng rất là điếm đàn và khát máu. Câu lạc bộ những thằng bất tài vô dụng nhưng điếm đàn và khát máu, đó là bộ mặt của tụi thổ tả. Nó không thể nào làm chuyện gì tốt đẹp được cho thế giới hết. Thì đừng có mong Tedros hay WHO giúp các anh chị thoát khỏi đại dịch cúm tàu, virus Vũ Hán. Không bao giờ có chuyện đó. Nó không giết chết các anh chị thì thôi, làm sao mà nó giúp các anh chị được? Thì ngay khi thằng Tàu nó dùng cái con virus này để nó chuyển cái khủng hoảng của nó đi ra trên thế giới, để nó đánh cho thế giới này rúng động, thế giới phải lo chết sống lo đối diện với chết sống, người ta phải cứu dân người ta, thì người ta sẽ không tham gia vào cuộc thương chiến của Mỹ với chính quyền Donald Trump để bao vây cấm vận Tàu, để bắt thằng Tàu phải làm ăn cho đàng hoàng, để bắt cho nó phải là fair trade, tức là buôn bán phải sòng phẳng, không được ăn cắp ăn cướp. Mà bắt một thằng cộng sản không được ăn cắp ăn cướp thì thiếu điều giết nó cho rồi, giết nó còn cảm thấy dễ chịu hơn. Giá trị của cuộc thương chiến là chỗ đó đó các anh chị. Nhiều người nhân danh đấu tranh dân chủ chống cộng, rồi chuyên gia này học giả nọ dân dân, họ cố tình họ lừa các anh chị, hoặc là họ lừa chính bản thân mình, họ nói thương chiến chẳng đi đến đâu cả, nó chẳng có thể đánh gục Trung Cộng dân dân. Nhưng mà nói vậy xong thương mại không thể đánh gục Trung Cộng, nhưng mà nói vậy xong cái ba bữa sau quay qua kêu gọi người dân bất tuân dân sự sẽ khiến cho kinh tế của nó sụp đổ. Ủa gì kỳ vậy? Tôi nghe sao tôi thấy kỳ quá. Các anh chị thấy kỳ không? Chuyên gia gì kỳ vậy? Chuyên gia học giả gì ngọn vậy? Tôi nói thiệt, mấy ông chuyên gia với học giả tôi hai lúa miền Tây rạc ri kinh tế mới nè. Kinh tế mới nè. Nói kinh tế mới thì người nào mà ở kinh tế mới là hiểu rồi đó. Là không có chỗ nào mà nó nghèo, nó đói mà nó dốt bằng khu kinh tế mới đâu. Mà tôi còn biết á, bữa trước á mấy anh chị nói đánh kinh tế không bao giờ sụp tụi nó, bữa sau mấy anh chị xúi dân bất tân dân sự là đánh vào kinh tế khiến cho tụi nó sụp đổ. Thì điều đó có nghĩa là mấy ông, mấy bà, mấy anh chị đang nói dốc, nói xạo, gọi là đỉ miệng á, dưới quê tôi gọi là đỉ miệng. Phải không? Phải không? Mà tôi thổ tả nó đỉ miệng lắm các anh chị, nó đỉ miệng khủng khiếp, nó không có thể nào tưởng tượng nổi. Nó trân tráo, nó trơ trẽn, nó tanh hôi,
điếm đàn nó gớm ghiếc lắm. Không không tiếng tiếng Việt cũng chúng ta phong phú nhất thế giới nhưng không thể diễn tả được tụi nó, dùng cứ dùng từ thổ tả cho nó dễ hiểu thôi chứ không có diễn tả được nữa. Rồi quay trở lại thì lấy tổ chức WHO để cho các anh chị thấy một tổ chức quan trọng như vậy đối với loài người, nhưng nó không có giúp loài người vượt qua cơn khủng hoảng, mà ngược lại rõ ràng chúng ta ngày càng thấy rõ một cái âm mưu dùng vũ khí sinh học của thằng Trung Cộng để đưa cuộc khủng hoảng đi ra thế giới, khiến cho thế giới lâm vào một cuộc khủng hoảng mới. Khủng hoảng không chỉ về dịch bệnh mà còn khủng hoảng về kinh tế, kéo theo khủng hoảng về xã hội và khủng hoảng về văn hóa, khủng hoảng về các mối quan hệ người với nhau. Nó sẽ kéo dài một cách dai dẳng mà chưa chắc con người có thể phục hồi được trong một sớm một chiều, đúng không các anh chị? Lúc này chúng ta cần một tổ chức vừa vừa hùng mạnh, vừa chất lượng, vừa vừa thực chất, vừa đủ uy tín, vừa đủ bản lĩnh để đứng ra bảo vệ sự sức khỏe và an toàn tính mạng của người dân, đúng không? Trên cả thế giới, hơn ai hết lúc này chúng ta cần một tổ chức như vậy. Chúng ta cần tổ chức nói rằng tháng trước dịch bùng phát trên khắp thế giới thì tháng sau WHO tuyên bố WHO đã có vaccine. Các anh chị có cần điều đó không? Các anh chị có cần không? Tháng trước dịch bùng phát khắp thế giới, tháng sau WHO nói tụi tao đã có vaccine, hoặc tụi tao đã có thuốc điều trị, tụi tao có lộ trình điều trị nó. Các anh chị thích không? Thích điều đó không? Hay là không không thích? Cái mẹ nó chết chết bởi bởi Trung Quốc nó cũng vinh quang. Cái mẹ nó chết bởi Tàu nhiều khi cũng vinh quang. Nghĩ vậy thì giống mang vậy cộng. Nghĩ vậy thì thôi lấy quần thay cơm luôn. Cần không? Chúng ta có cần một tổ chức như tôi nói không? Cứ dịch bệnh nào xảy ra mà tổ chức WHO nói rằng tháng trước nó xảy ra, tháng sau nó tao có vaccine, thì các anh chị thích không? Hoan hô vỗ tay không? Mà loài người cần một tổ chức như vậy không? Nếu các anh chị cần, các anh chị thấy đúng, loài người cần phải như vậy đó, cần phải có một tổ chức như vậy đó, loài người cần phải có những người gọi là đứng ra gánh vác bảo vệ sự an toàn của loài người. Tại vì toàn cầu hóa nó khiến cho con người ta giao lưu với nhau, giao thoa với nhau, cọ xát với nhau, đi lại quốc gia này với quốc gia khác, nó sẽ xóa mờ biên giới với nhau. Các anh chị không cản được toàn cầu hóa, đúng không? Thì cái sự giao lưu giao thoa này nó rất là dễ lây lan dịch bệnh. Nó chưa chưa kể những cái mâu thuẫn xung đột khác, thì chưa nói dịch bệnh thôi, thì không phải virus cúm Tàu, virus Vũ Hán thì nó cũng là virus gì đó khác sắp tới sẽ có nữa. Tôi nói là các anh chị để ý coi có không. Kéo theo sự phát triển thì nó phải kéo theo những cái sự tiêu cực, nó cái gì nó cũng có hai mặt đó các anh chị. Thì có phải là càng ngày chúng ta cần có một cái tổ chức nó phải tốt hơn WHO, phải có những người nó là đúng rồi đó, chúng ta cần một tổ chức lương thiện và chính nghĩa. Rất là thích cái từ này của anh Hải, một tổ chức lương thiện và chính nghĩa, loài người cần như vậy đó. Mà nó không lương thiện, nó bất lương, thằng WHO á, nó đứng về phía Tàu, nó đứng về phía thằng tạo ra con virus để giết loài người, thì có phải là chúng ta chết chưa? Chúng ta đứng trước cửa tử chưa? Nói về bệnh viện loài người, các anh chị có thể trốn ở vùng nông thôn, trốn ở vùng hẻo lánh, vùng núi, chui vô rừng trốn, nhưng mà loài người ở bên ngoài họ không trốn được, đồng loại của chúng ta đâu có trốn được. Tụi nó không lương thiện là có phải loài người đặt trên cửa tử chưa? Và cái âm mưu của thằng Trung Cộng á, nó muốn dùng cái con virus cúm Tàu Vũ Hán đó để nó tàn phá thế giới, là nó sẽ đạt được mục đích thông qua cái tổ chức bị nhuộm đỏ như WHO, thông qua cái thằng tổng giám đốc là một thằng trùm cộng sản, có phải không? Tại vì nó không có lương thiện, nó không có chính nghĩa, nó không có bảo vệ loài người mà nó bảo vệ cái chế độ này nè, nó bảo vệ cái mục tiêu nhuộm đỏ thế giới của thằng này. Mà các anh chị hỏi coi, thằng thằng Tập Cận Bình hay Đảng Cộng sản China, nó hỏi coi mày muốn biến cả thế giới này thành thành cộng sản à? Nó sẽ nói không, không phải. Nước ta bây giờ cũng đâu phải là nước nước chuyên chính vô sản, tụi tao đâu có tiến lên chủ nghĩa mà cộng sản, tụi tao đang đi theo con đường kinh tế thị trường mà. Hôm rồi chúng ta nói rồi, kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nó giấu cái đuôi định hướng đi. Mấy thằng Tây nghe kinh tế thị trường tưởng đâu mấy thằng này rõ ràng làm kinh tế nè, buôn bán nè, xuất khẩu nè, doanh nghiệp đều có hết nè, thằng này cũng đang làm theo nó nè, thì nó nhìn vô thấy à, vậy rằng thằng Tàu này chắc nó cũng giống chúng ta,
thì mấy thằng Tây ngục quần, mấy thằng Tây thổ tả ẻo lả mà nó tin nó làm ăn thiền này nó mới giàu mập lên. Thì ai hỏi nó mày muốn biến thế giới thành cộng sản, nó nói không, tao không muốn biến thế giới thành cộng sản. Vậy chứ làm sao? Tao muốn cả thế giới là kinh tế thị trường giống tao. Tức là sao? Kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng chính quyền mạnh mập, chính quyền tập trung, big government, chính quyền mập, rồi thâu gom quyền sử sử dụng vũ khí cho chính quyền để đàn áp người dân, bắt người dân phải làm theo chính quyền. Đó là kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa đó. Rồi thâu sau đó là thâu gom hết lợi ích của nền kinh tế, tất cả các tập đoàn, tổng công ty nào mà gọi là giàu có của quốc gia, nó gom hết về government. Đó là kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa đó. Ở Việt Nam gọi là cái nấm đấm thép, cái nấm đấm thép gì nè, than khoáng sản, điện lực, Vinasin, Vinalight đó, nấm đấm thép không đó. Thì nấm đấm thép đó, hôm rồi tôi nói vui đó, năm rồi các nấm đấm thép của Đảng Cộng sản Việt Nam là biểu tượng của kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Giờ các nấm đấm này nó không có đấm vào bất cứ kẻ thù nào mà nó quay lại nó đấm chính vào mặt nhân dân của chúng ta. Các nấm đấm thép của Đảng đấm thấy mẹ thấy mụ nọ nhân dân. Kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa của tụi nó đó. Mà tụi nó thực sự muốn biến cả thế giới này theo mô hình đó thiệt. Tại sao? Tại vì chỉ khi cả thế giới này đều đi theo mô hình dân chủ xã hội chủ nghĩa như vậy, người ta gọi nó là dân chủ xã hội chủ nghĩa, thì nó mới khiến cho nhân loại cùng tiến lên. Cái mục đích cuối cùng của nó là tiến lên xã hội chủ nghĩa trên toàn thế giới được. Các chị thấy mục đích quen không? Mục đích này hồi xưa đã nghe Lenin nói. Hồi xưa nữa đã nghe Karl Marx nói. Thì bây giờ tới thằng China nó nói, China Xi nó nói. Thì bây giờ các chị thấy cả châu Âu là lắm nước Mỹ luôn đang điêu đứng bởi cái tụi kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa không? Thậm chí đảng Dân Chủ Mỹ, đảng tôi gọi là đảng Thổ Tả Mỹ, nó có một ứng cử viên tổng thống Mỹ, tháng 11 tới sẽ bầu nè, trong đó có một ứng cử viên tổng thống Mỹ. Ổng tuyên bố luôn, tao sẽ đưa nước Mỹ tiến lên xã hội chủ nghĩa. Nước Mỹ một bầy thổ tả bên đây, thổ tả gốc Việt, gốc Kinh, xin lỗi, gốc kinh mọi tộc ở bên đây là một bầy đông lắm, đông lắm. Thì đông như vậy, một bầy xã hội chủ nghĩa Việt, một bầy xã hội chủ nghĩa Tàu, rồi một bầy xã hội chủ nghĩa gọi là Liên Hiệp Quốc nằm ở đây, thì kiểu gì mà không có một ứng cử viên đòi đưa nước Mỹ lên xã hội chủ nghĩa, kiểu gì mà không có, đúng không? Thì cái dịch thổ tả đó nó đã lan khắp thế giới, lan châu Âu rồi thì tội gì mà không lan tới Mỹ. Nam Mỹ là có rồi. Nó mà thành công ở Mỹ thì có phải tất cả thế giới này là tiến lên xã hội chủ nghĩa không? Các chị thấy Úc nè, Australia nè, các đảng phái mà thiên tả đó là đều nhận tài trợ của thằng Tàu hết. Bây giờ luật của Australia nó đang siết. Tại vì liên đảng đang 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 nắm nắm đa số, đang nắm quyền, đang nắm đa số ở đây. Thành ra liên đảng đang kiểm soát việc nhận tài trợ từ từ China Z đối với các đảng phái chính trị hoặc là nhân vật chính trị Australia. Chứ nếu mà không kiểm soát á, bây giờ nó cũng nhuộm đỏ mẹ nó Australia rồi. Việt Giang nằm vùng đây nhóc không? Việt Giang khoác áo đấu tranh, khoác áo chống cộng nhóc không? Chống Tàu luôn. Một lát nữa chúng ta sẽ nói về phần Việt Nam á, sẽ nói về phần Việt Giang chống Tàu, chống cộng mà tại sao tụi nó lại lại cũng vẫn là nằm trong mắt xích nhuộm đỏ thế giới này. Ai nuôi tụi nó? Ai nuôi tụi nó nằm ở đây chống cộng chống tàu mà tại sao lại lại muốn nhuộm đỏ cả thế giới này? Ai nuôi tụi nó? Cái đó mới hay á. Tôi biết các anh chị sẽ quan tâm cái đó hơn. Chứ nói trên bình diện thế giới, nói về WHO, nói là ví dụ để cho các anh chị thấy là thực sự China Z đang đứng đằng sau những cái thương vụ, kể cả kinh tế lẫn chính trị. Các anh chị, ở rất là nhiều quốc gia trên thế giới, bất kể quốc gia nào, ở châu nào, ở châu lục nào mà nó có thể dùng tiền để mua được là nó mua. Nó dùng tiền mua được là nó mua. Mà khi nó đã mua được rồi thì nó sắp đặt cho những nhân vật mà tay sai của nó đứng vào những cái tổ chức mà nó có tầm ảnh hưởng và nó chi phối cả thế giới này. Nó chi phối cả thế giới này. Thì các anh chị nhìn thấy Liên Hiệp Quốc là dễ thấy nhất ha. Đầu tiên, Liên Hiệp Quốc nó còn trên cả WHO, nó là một tổ chức lớn nhất của loài người cho đến thời điểm này, tạm thời gọi là chính phủ của thế giới, Liên Hiệp Quốc.
cái mô hình của nó thực ra là chính phủ của thế giới đó.